ta sẽ chơi 12 game trong tháng 1 game Red Bull. Và bây giờ sẽ là trò đầu tiên, đó là trò Red Bull Phở. Rồi chúng ta chơi trò 29 nha. Chạy không kịp đấy nhỉ.
là trò Red Bull Six. Thank you.
Red Bull Unlimited. Cho nó như chuyển thành Angry Birds.